đi du lịch á, rồi anh có tính định dự định đi đâu chưa nè? Em á hả, em đi đâu cũng được hết trơn á. Thôi thôi, em không đi Đà Lạt đâu, Đà Lạt khách này lạnh lắm, đi đâu cũng được. Thôi thôi, em không đi Vũng Tàu đâu, đi Vũng Tàu giờ này nắng, em sợ tắm bị đen da. Thôi, em không đi Sapa đâu, sương mù á, em sợ mình lạc mất nhau, em không chịu, không chịu đâu. Đi Thái Lan hả? Thôi thôi, em không đi Thái Lan đâu, đi theo em gì đâu có cần chỉnh sửa gì đâu, không phải đi Thái Lan. Ông nội này, tự nhiên cái kêu mình đi sửa não mà bực bội. Chị hiểu không? Cái gì? Mày nói gớt là gớt sao? Điện thoại để trên bàn mà sao gớt được? Không phải, chị hiểu không? Tại điện thoại chị đẹp rồi lấy coi, chị hiểu không? Ủa? Sao đẹp thì kiểu tía tao? Chứ không phải định ăn cắp rồi bị bắt gặp rồi nói vậy hả? Chị hiểu không? Nếu em tham là em đi luôn rồi, chị đâu có ngồi đây đâu, chị hiểu không? Trời trời, mày gan quá hen. Nhưng mà chị hiểu không? Ê ê, tao nhịn mày lâu lắm rồi nghe, bọn mày nói tao ngu quá gì mà hỏi tao hiểu không hoài vậy mày? Không phải là vậy, chị hiểu không? Mà cái mặt chị ngu thiệt á. Ê, cái con cái thằng kia mày tin nó xé nát mày nghe không? Chị hiểu không? Em không hiểu gì hết trơn. Quản lý đâu, bảo vệ đâu, có người ăn cắp nè. Trời trời, tôi có làm gì đâu mà kêu người bắt tôi không có ăn cắp mà, chị hiểu không? Ủa vậy chứ mày lấy điện thoại chết mày là ý gì hả? Nói thật chứ bà chị, là điện thoại em vừa bị hư, thấy điện thoại chị đẹp quá định hỏi mua ở đâu. À hiểu rồi má, chị mà nãy giờ không chịu nói sớm. Nãy giờ mẹ có cho con nói đâu mẹ. Chị điện thoại này chị mua ở đâu, đẹp quá vợ, có mắc lắm không? À cũng không mắc lắm em. Nè nè, qua đây tôi chỉ cho. Qua đây Lại đây nè, coi nè, bây giờ tôi mở trang Facebook cho anh nha. Ở trang Facebook của tôi là có nick của trung tâm điện thoại hữu tính đó, bà bấm lên nè. Nè, em lấy cái này hợp với em nè, cái này cũng hợp với em nữa nè. Trời ơi, cái nào cũng hợp với cương hết trơn vậy. Mình chọn đi. Rồi đi nè, đi. Đi đâu? Đi mua điện thoại chứ đi đâu mẹ. Thôi, mới xuất kem trộn, nắng lắm không đi đâu. Tôi tán một cái xéo quay hàm mà, đừng để máu đàn ông tôi nổi lên nha. Trời là chọn gái lưới vào điệu chảy nước nè. Là con gái phải điệu nghe chưa? Nè, nó nhỏ cho chị em nó nhỏ. Bớt nhảo bớt điệu lại nghe chưa, bà mà nhảo nữa là bò và đá bà đó. Thiệt không? Thiệt. Rồi đi nè. Đi đâu? Cha mẹ đi mua điện thoại, vấn đề đây là con cần mua điện thoại, mày hiểu không? Yên tâm, ngồi yên đó để chị. 0939363939 nè, điện thoại đó. Alo, cho hỏi, số điện thoại này phải của trung tâm điện thoại hữu tính không ạ? Em đang ở chỗ cà phê Gia Quyền, em cần một cái điện thoại. Điện thoại của khách đây à? Giao hàng gì nhanh mà dễ ngon quá chị. Phải vậy chứ, hữu tính mà, bạn của mọi nhà. Dạ, cửa hàng hữu tính của chúng em giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, khách hàng còn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nữa. Dạ, mọi thủ tục đã xong, em xin phép ạ. Khoan đã, ăn gì chưa? Dạ, em chưa đói ạ. Khi nào đói ăn em nha. Trời ơi, người nhanh thấy sợ hà. Chị ơi, em muốn mua thêm một cái điện thoại cho má em nữa. Phải thế chứ, hữu tính mang đến chất lượng niềm tin cho mọi nhà mà. Cửa hàng điện thoại Hữu Tính, khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại 0939363939. Fanpage điện thoại Hữu Tính. Hữu Tính, thiên đường mua sắm của mọi nhà.